Từ thời khai thiên lập địa, các nhân vật đặc biệt lần lượt được đẻ ra và lớn lên với số phận thật khác biệt cho riêng mình. Và những nhân vật đó đã là nguồn cảm hứng hừng hực cho các đạo diễn tài ba ở trên khắp thế giới chế biến thành những thước phim truyền hình dài tập đầy hấp dẫn như là Thần Điêu Đại Hiệp, Hoàng Châu Công Chúa, Tây Du Ký, Võ Tắc Thiên. Mỗi người thống trị và bá đạo cho thời đại của riêng mình. Hãy thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó có một cuộc hội ngộ của tất cả các nhân vật đó thì sao? Sẽ có một cuộc chiến tranh giành quyền lực diễn ra. Và ban tổ chức là ai? Tôi với bà. Tôi với ông làm sao làm ban tổ chức được? Trời ơi, đại hội võ lâm, biết võ thuật không đòi làm ban tổ chức? Được, bây giờ bà làm nhà sản xuất chủ đầu tư đi, rồi tôi làm đạo diễn chương trình. Thôi thôi thôi, không có chuyên môn làm ơn dẹp giùm tôi một cái. Trời ơi, chuyên môn cái gì, mình cứ làm đi. Trời ơi, bao nhiêu thứ không có chuyên môn cũng phát sóng bằng bằng có sao đâu. Trời đất ơi, nhưng mà tôi nói không có được. Nếu không tổ chức, tôi với bà sẽ gặp nguy hiểm, rồi thế giới này sẽ đảo lộn. Cái gì? Thế giới đảo lộn? Đảo lộn. Tôi với ông sẽ chết sao? Sẽ không chết. Được, tôi sẽ làm đạo diễn, ông làm nhà sản xuất đi. Tôi với ông sẽ làm ban không tổ chức được. Làm ban tổ chức diễn. Làm ban tổ chức là còn xuất. Tôi làm hết. Tôi làm hết. Trời ơi, điên hả? Gì á trời? Alo. Dạ chào chị, em là nhân viên bán bảo hiểm ạ. Dạ, theo em được biết, hình như chị đang có nhu cầu mua bảo hiểm để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh giành chức võ lâm phải không chị? Không có mua. Mua đi chị, bên em đang có chương trình khuyến mãi tặng kèm một cái áo quan ạ. Mày có thấy ai chết không mà mua áo quan mày? Không ai ở nhà đi giùm cái đi. Cô, thương quá đi. Chết rồi, bây giờ sao đây? Trời chết rồi, bây giờ mình không có được để cho anh ấy thấy mình như vậy được. Có cách rồi. Rồi tính nó chống nhảy hoài luôn hả má? Đau không cô? Hoa Nhi xin lỗi cô nha. Hồi nãy Hoa Nhi tưởng cô trượt dáng nghệ thuật chứ. Thật gì mà thật, đau đến bà nội luôn à. Thôi, Hoa Nhi biết lỗi của mình rồi. Ủa mà sao nãy giờ cô xuất hiện cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà khói vẫn bay nghi ngút vậy ta? Không biết nữa, nãy giờ cay mắt không chết à. Nghe mùi gì không vậy? Khát. Con đang nấu cơm mà. Trời nhà! Trời con ơi, ta trời nhà rồi. Cô yên tâm, ta con Hoa Nhi. Hoa Nhi! Hoa Nhi! Hoa Nhi, cẩn thận! Hoa Nhi! Khoan. Ba má đâu ra vậy? Ở trong tivi ra chứ đâu. Tính xong khói tụi ở trong luôn hả? Ủa trong tivi ra luôn hả? Ừ. Ủa, vậy ở trong ra có thấy bạn trai em vô không anh chị? Trời ơi chế ơi, khói nghi ngút mà không có thằng điên nào chui vô trong đâu. Trời chế ơi, Hoa Nhi. Hoa Nhi, sao rồi? Yên tâm, trái sạch. Gì vậy cô? Tôi vô chồng làm gì mà giờ chán sạch sẽ rồi. Thôi mà đừng buồn cô đừng khóc nha. Giờ cho cổ mồ đã cháy rồi không có khóc nữa nha. Đừng khóc nữa mà. Ủa khoan tí, ủa sao hai tay ạ? Ủa quái nhi của ta có một tay à? Ủa thì đầu phim gì hai tay mà.
Ủa vậy hả? Ừ. Không, có một tay à, Dương quá một tay. Lát tập sau mới bị chặt tay. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa chứ Dương bị chặt tay hả? Mừng quá, mừng quá. Sao vậy thôi mà, đừng có khóc nữa nha. Nín nín, nghe 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 ta nói nè. Bây giờ giang hồ đang có cuộc thi đại hội võ lâm. Ta và nàng sẽ đi thi. Lúc đó chúng ta sẽ chiến thắng và lấy tiền về để xây động gái. Hả? À, là động mới. Trời ơi, thôi Bích Nhi, tưởng đâu là có tiền về đổi nghề đâu quỷ à. Còn chờ chờ gì nữa, lên đường. Trời ơi, mệt quá à. Chờ cô với. Lẹ lên. Đi nhanh quá, đi không kịp. Ây da, tới chưa vậy, sao lâu quá vậy? Chưa có tới đâu, mới chuyển cảnh chưa được 2 giây mà tới cái gì, lèm bèm hoài. Bây giờ mình xin chuyển cảnh luôn được không? Ờ vậy đi. Ờ. Chuyển cảnh. Chuyển chưa? Ai biết đâu. Chưa cho chuyển kìa. Nắng quá nơi cho em chuyển cảnh đi anh. Cho chuyển cảnh đi, đói bụng quá. Nha, chuyển cảnh. Ồ, chiêu này xài được. Nhanh thật. Ừ, đi. Gì vậy? Gì vậy? Wow, hỡi cô ngồi dưới thành cầu, chẳng hay cô đã có bầu hay chưa? Gì vậy? Nói gì vậy? Thấy gái đẹp làm thơ. Hay quá, hay quá. Trời đất ơi, đi với tôi mà còn thấy gái đẹp làm thơ. Đi, nhanh lên. Cầm cái gì vậy hả? Mê gái hả? Hả? Trời đất ơi. Không có nhện. Không có được nhện. Ơi trời. Hỡi cô dắt dẻo trên cây, chẳng hay cô đã bấy nhầy hay chưa? Chàng hỏi thì em xin thưa, chồng thì em chưa có, mà con nguyện bày. Đẹp quá. Thôi, hai cái con yêu nghiệt kìa. Hả? Yêu nghiệt? Yêu nghiệt? Dám gọi bọn ta là yêu nghiệt, tại sao nhà ngươi nói đúng như vậy chứ hả? Ủa cái gì? Ủa nói phong lâu mà trúng thiệt hả? Phải, xin được trịnh trọng tuyên bố cho nhà ngươi biết, chị em chúng ta là đôi xà tinh tu luyện ngàn năm, đã hấp thụ biết bao nhiêu là tinh. Trời. Gì vậy bà? Cái gì? Hấp thụ tinh qua nhật nguyệt. Ôi hết hồn vía luôn á. Chúng ta đã tu luyện ở trên núi Tà Lơn. Cái gì bà nội? Chứ sao? Núi Bà Đen. Ờ đúng rồi. Nè, bây giờ Tà Lơn hay là Bà Đen gì đi nữa, tao cũng ngâm rượu nguyên một bầy luôn nha. Nhà ngươi nghĩ là rằng á, chị em chúng ta là rắn mối hay sao? Vậy chứ rắn gì? Là rắn tinh. Thì ra đây chính là xà đơn chứ xà kép. Hả? Cái gì? À, không có, thanh xà bạch xà. Xúc vật. Ê mày nói gì mày chửi ai xúc vật mày, tao tán cái mặt mày giờ có con quỷ. Bà nội, có ngày người ta giặt vô mỏ là bây giờ. Ủa sao vậy? Bản thân mình là xúc vật mà tự nhiên đi chửi người ta xúc vật là sao? Em nhầm, I'm sorry. Xúc phạm. Làm gì xúc phạm? Tại vì gọi không đúng tên người ta thì là xúc phạm chứ sao? Đúng vậy. Ủa vậy tên gì? Nè, hai người hãy dẫn cái tay lên mà nghe cho rõ. Chị em bọn ta tên là Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thì Bánh Bèo Thèo Lèo Cất Chuột Hừng Mộng Như Lâm Bạch Thị Xà Phòng. Còn ta chính là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Bánh Bò Bánh Bèo Bánh Mì Bé Hề Xà Bèo Là Thanh Thị Xà Bông. Còn anh tên là Công Tằng Tôn Nữ Thì Anh Đu Toàn Ten Của Đồng Đèn Biết Cái Điện Tới Xuống Đất Là Cái Á Trái Đèn Thui Thùi Lùi Thương Quá. Sao vậy? Ê bộ giỡn mặt hả? Cái gì hả? Cái tên gì mà dài thòn lòn đi làm sao mà nhớ nổi. Còn ngươi nữa, thương quá thì thương quá, đọc cái gì vậy? Bắt trước hay dễ thương. Bây giờ hai người nói tên gì nói lại ra nghe coi, nói đúng ta thượng. Đúng hồi nãy nha. Nói. Công Tằng Tôn Nữ. Ghê quá. Ghê quá à. Biết tỉ mụi ta ngu mà hỏi hoài. Đúng rồi. Đó thấy ông nó tự nhận nó ngu luôn mà không cần nói luôn. Nè. Hôm nay chị em chúng ta xuống phố đi chơi, gặp được anh đẹp trai này. Người khôn hồn á thì giao bồ của người lại cho chị em chúng ta. Trời ơi. Nè, anh đẹp trai à. Em. Nếu như á mà anh đồng ý làm chồng của chúng em á, thì đến lúc đó anh sướng, tụi em cũng sướng. Còn nếu như mà anh cãi lại, chị em chúng em sẽ giết chết anh. Giết chết luôn con nhỏ kia luôn. Trời ơi.
đến lúc đó anh chết tụi em tự sướng. Dễ thương quá. Dễ thương cái gì, thấy tụi nó biến thái không, tụi nó tự sướng vậy mà được kìa. Gì nữa, nói đúng hả? Hứ hứ hứ, toán luôn mặt bây giờ, hứ hứ hả mày? Thôi không có nói nhiều nữa, nhào vô bánh lộn đi. Trời ơi, mày rủ ai? Tụi bay rủ ai bánh lộn? Người đó. Người đó. Tụi bay ngon, tụi bay nhào vô mà. Thôi rồi, được rồi, được rồi. Vô vô, anh Mười, quay xuống đây lẹ lên. Tự nhiên con nhỏ này tới bến luôn. Con này nó sao ta? Ở đây người ta đi vòng qua không đi, leo chi cho mệt vậy? Đã nói rồi chị em chúng ta đẹp mà ngu. Đó. Đứng lại. Cho dù ta rất thích hai người, nhưng mà hai người dám động tới cô của ta thì ta sẽ thí mạng cùi với hai người. Được, nếu như vậy thì hãy tiếp chiêu. Thôi đây là tuyệt chiêu gì mà lợi hại vậy? Đó chính là tuyệt thế thần công bóp đéo lòng trảo thủ. Cô cứu ta. Nè, kêu cô của người đến đây đi. Bọn chị em chúng ta sẽ cho các người biết tuyệt chiêu cuối. Cô, xin ra. Cô để ta. Bà tỷ à, chúng ta bị làm sao vậy? Chết rồi, có lẽ là chúng ta đã bị trúng mùa mê thuốc lú rồi. Không phải đâu, hình như là chúng ta đã bị mùa mê thuốc lắc rồi đó. Nhưng mà tỷ không thể nào cưỡng lại được. Chết rồi, bây giờ làm sao bây giờ đây? Lắc lên thôi tỷ ơi. Quẩy lên thôi nào. Lên lên cô ơi. Lên. Chưa, phải sử dụng cái mưu mẹo mới trị được hai con yêu tinh này. Thả bọn ta ra, thả bọn ta ra. Chu Mi Nga. Chu Mi Nga là gì? Là cha Mi Ngu. Mất dạy. Cha Mi Ngu hả mày? Đi, trói ta. Cột nó lại. Cái gì mà cột tôi luôn vậy? Đi ra. Rồi. Thả bọn ta ra. Cha mày ngu hả mày? Chắc lẽ tao thả rồi mình chửi tới phụ huynh học sinh luôn hả? Mày tao nhốt mày ở đây cho kiếm cắn mày luôn à? Quá Nhi. Có quá Nhi. Tiếp tục lên đi. Lên đi. Con nhà tôi móc mắt nghe chưa? Nghe chưa? Thấy gái là mắt mở cho cháu hơn cháu à, có tôn trọng tôi gì hết á. Mà công nhận hai con yêu quái đó đẹp thiệt đó cô. Con chỉ là yêu quái thôi mà, hạng tép riêu tầm thường, trong khi tôi đi nè, ngọc nữ đây nè. Không giờ ê, cái thái độ mày là sao mày hả? Mày có thương tao hả? Hả, mày có thương tao không? Không có, ngọc nữ đẹp đó. Đẹp mất dạy. Ủa sao đây mà có tiếng nít khóc vậy? Đúng rồi. Hay là quá Nhi với cô đi tìm em bé đi. Ừ. Hay. Cái gì vậy? Đi tìm em bé. Tìm em bé làm như gà như vịt vậy. Cô. Tào lao. Chứ tìm sao? Để tôi. Vô. Cái gì vậy? Hồng. Con nít tầm làm như chó mà kêu gì má. Vậy chứ giờ sao? Không lẽ kêu nít ơi. Không có xì tai gì hết vậy. Kêu sao? Quyết định vậy đi. À. Kêu. Mực ơi. Đâu rồi ta? Trời đất ơi. Ai mà đốt lửa ở đây nữa vậy? Ê, mà kiếm con mực mình nướng nó đi. Ê, trời ơi. Được á. Ôi có cái ghế ngồi là sướng quá à. Trời ơi. Cái gì vậy? Mời đại dương, mời đại dương. Đi đường nào xuống? Bước qua đây. Không gắn gì cửa gì hết. Lên. Lui. Ủa ai vậy? Cô ơi, đây chính là con nít nè. Ôi trời ơi, em bé dễ cưng qua đây con, qua đây. Hỗn sức. Hỗn láo. Hỗn thiệt. Mặt này mà con nít hả? Mới nghe tiếng con nít khóc mà. Ai khóc? Ta cười chứ ta khóc hồi nào? Đâu, cười lại coi. Giọng con nít thiệt luôn á hả? Ủa sao giọng nít mà mặt già dữ vậy? Mặt ta vậy mà già. Ngươi là ai?
Không biết ta là ai. Chắc ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Cười hồ à? Tao, tao gợi ý cho nhà ngươi biết, ta chính là con trai của Thiết Phiến công chúa. À, ta biết rồi, ngươi chính là Na Cha. Mày mẹ mày. Cái gì? Cái gì? Mày nói đại. 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 Mày mày nghe mày, mày nghe mày. Ôi sao? Mày vô tao. Ôi, mày vô tao. Hả? Thấy không? Ôi, nó kìa, nó kìa. Ừ, biết rồi. Dám ngồi trên cái ghế của tao là tao quê nhà ngươi rồi. Nói như vậy mà không biết. Không có coi phim mà. Rồi sao? Được. Tao gợi ý thêm một lần nữa. Rồi. Ta chính là con trai của Ngưu Ma Dương. Ta biết rồi. Thấy chưa? Tiểu Yến Tử. Tào lao. Tiểu Yến Tử cái gì? Ta chính là Hương Hà Nhi. Hà Nhi mặc quần màu hương. Chị cao lên. Dạy biết bao nhiêu lần rồi hả Trương Long chịu hổ. Hương Hà Nhi. Không biết. Trời ơi, không biết. Không nghe danh của ta. Ta là cái thằng phá làng phá xóm giỏi nhất ở đây. Ta có thể hô mưa gọi gió, phun lửa đốt cháy hết tất cả mọi vật mà ta đi qua. Ôi, không tin. Sao? Cái sao kìa Đại Dương. Không tin hả? Được, ta sẽ phun lửa cho nhà ngươi thấy. Cầm. Dạ. Chắc lớn lắm đó, cẩn thận đó cô. Có chừng đó nha. Nắm mặt như chơi. Trương Long triệu hổ. Dạ. Chuẩn bị phun lửa. Hey, hey, hey. Ê mày khốn gì mặt tao mày? Đại Dương lửa đâu Đại Dương? Sao thấy nước không vậy Đại Dương? Trời ơi, tao kêu làm nhiều nhiều đi, tao chưa có giận nổi trong. Dạ. Làm đây đang quen. Làm lại Đại Dương. Chuẩn bị. Dạ. Trương Long triệu hổ. Dạ. Phun lửa. Hey, hey, hey. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, trời ơi. Ai là trời ơi, cứu, cứu. Cái gì vậy? Trời ơi. Ai? Ai vậy? Ai vậy? Mày không? Ừ. Ai vậy? Cái gì? Hai người nè. Không phải. Bây giờ tụi xỉu bên đây. À, xỉu bên đây. Đây, đây cho. Đây. Ngồi xuống nè. Chỉ mà chúng đứa nào là quýnh hội đồng bữa đó nghe. Thôi. Lớn lên rồi mà chơi cái kiểu kỳ. 2 3 Sâu xây học mít rồi cho ăn no té ửa. Nhằm ngày mùng 3 thằng cha nào ửa. Hãy nói cho ra chính là thằng cha này ửa. Nói nè. Mày nói mà. Mày chơi nhảy vô lại rồi nhớ ra. Cái gì mà cái ửa mày đi. Thả lại. Cục. Thả lớn rồi. Người ta quýnh là ta không tức. Hai thằng bay. Người nhà cũng quýnh nữa hả? Hùa cái gì mà hùa tầm bảy tầm ba. Tại vì sáng ăn khoai lang hơi nhiều. Rồi cuối cùng là có phun lửa được không? Được. Đâu? Không đi. Sau khi đã nhuận tràn. Tụi bay chuẩn bị. Dạ. Cái gì mới bay ra vậy? Trời ơi, có chút xíu vậy thôi đó hả? Đúng vậy, lửa đã đủ đốt với tiền vàng bạc không? Đây nè, muốn phun lửa đúng không? Đại ca. Ê. Dơ. Dơ. Rồi bây giờ nè, hôm nay đoàn lô tôn của chúng em đến đây để phục vụ cho bà con cô bác nè. Bây giờ bà con cô bác ngồi yên nha, giữ trật tự nha. Dạ. Em cháu xin chào bà con. Dạ, ngồi dạ, yên dạ, đi, dạ. Ngồi yên đi. Đại ca. Dơ. 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 Xuất cơm. Dơ. 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 À, khó quá tự mời luôn. Lửa mà ông nuốt luôn kìa. Hay quá Đại Dương. Lũ đạn là tiền đó mấy ba, kêu đoan tiền đó cho tôi. Dạy ra hết đi. Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Đại Dương. Hãy nhận ta làm đệ tử. Ta không ngờ
Không ngờ trời ơi, cái người có cái lỗ miệng và phun lửa quá hay. Được, anh dịch làm đệ tử đi sư phụ. Nếu muốn làm đệ tử của ta, dạ, thì hứa không ăn chơi, không quậy phá. Đặc biệt cạo hết hàm râu này, dọn sạch sẽ hai cái cánh, thì vẫn đi làm đệ tử. Dạ. Đại vương, tụi con sao? Chu Long chịu hổ thì đi theo ta học nghề luôn. Dạ. Chịu hổ. Chịu hổ. Rồi, ba đệ tử của ta. Rồi. Ô, phép dơ dữ mày. Phép dơ. Ghê à? Dạ. Dạ, xin phép của sư mẫu luôn. Vậy à? Dạ. Này là hơi dơ. Dạ. Cho nên là phun trực tiếp. Ai dạ. Dạ, mình học phun lửa đâu phải là vô phái cái bang đâu ta. Rồi, được rồi. Xong. Yeah. Ba nuôi, mẹ nuôi. Cô à, ơi, coi vậy mà hai chúng ta có một đứa con nuôi thật là dễ thương đúng không? Dễ thương bà nội tôi, tự nhiên đâu có con đứa nuôi ngang hông hả? À? Ủa mà tường tới như vậy mệt quá à. Sắp tới rồi, cô cứ than, cô cứ than làm cái gì vậy cô? Có, tại vì cái cầu này nó khó đi quá hiểu không? Ừ. Từ nãy giờ cố gắng kìm để đi cho nó đẹp cái khung hình mà chóng mặt quá. Ây da. Dạ. Để người ta nhìn vô người ta thấy mình đẹp lộng lẫy không chứ thật là mệt. Kia cục đá kìa. Ngồi nghỉ ngơi đi. Ừ. À, gì vậy? Quá mệt. Cái gì vậy? Trời. Cẩn thận của cô. Ai? Ai? Xuống nghỉ đi. Hả? Đám ma ai mà dễ với tiền nhận bạc dữ vậy? Dường như có người chết ở đâu đây? Xem ra đây. Cái gì vậy? Hey. Nè bà. Bà lanh quá. Dán gì dán bùa rồi vậy? Ok cô. Nhìn kìa. Đâu? Ai vậy? Biết đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Ai mà cao mét 8 vậy? Trời ơi, cái gì mà gió gì bão bùng tới nơi gì không biết nữa. Hình như có điềm gì sắp tới hay sao đó. Coi như không biết đi, coi như không biết nha. À, trời ơi, tưởng cái gì? Thì ra con mẹ giải với tiền vàng bạc. Ngân! Cái mày rải cái gì? Rải tiền. Rải tiền là rải tiền thiệt chứ không phải với tiền vàng bạc má ơi. Thôi chế ơi, rải tiền thiệt tốn tiền lắm chế ơi. À, trời ơi, tiền không có ăn ăn nữa, tiền rải tiền chi vậy? Thôi để dành trả lương cho em đi chế. Nên. Đúng rồi. Tụi bay là nô tỳ hay tụi bay là má là ba tao hả? Nếu là ba là má bà ông nội cố nội leo đầu ra ngồi nè. Được chế ơi, đi lên 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 đi. Được. Ham lắm. Tao nói rồi, tiền tao nhiều dữ lắm, tụi bay đãi thoải mái không có hết rồi mà sợ. Ê, cô bé quàng khăn đỏ, nếu mà tiền nhiều quá cho tôi đổi con điểu nha, con điểu tôi bị cúm nó chết rồi nha cô bé. Vô duyên. Ai đây? Ai đây tự nhiên vô mà xin tiền xin hơi vậy? Đừng bao giờ mà xin tiền người lạ như vậy, nghe chưa quá nhi? Biết rồi. Đi ra chỗ khác đi. Có xin á thì phải xin thẳng thắn như vậy nè. Nè, nghe nói là cô giàu lắm đúng không? Cho một cọc tiền xài chơi coi. Rảnh hả? Cô, nhốt con thú trong người của cô lại đi. Cái gì mà xin tiền thẳng thừng vậy? Không phải, tại vì mình thích thì mình xin. Ta cho không cho thôi. Chứ đỡ hơn bây giờ có nhiều người người ta giả dạng ăn xin, ta xin tiền. Hiểu không? Chú quỷ gì? Ừ. Nói tào lao quá. Nghe hỏi nè, hai người là ai? Người không biết ta là ai sao? Ta chính là thương quá mà thương quá mà thương quá là la la. Thương quá, thương quá. Vô duyên. Trời đất ơi, tôi tưởng thương quá cái chuyện chứ xíu ghét quá hả gì. Thương quá cũng là thương quá luôn. Ờ, mày vô duyên thiệt, con có tao người nhà tống binh mày được luôn á. Mày kỳ của cô. Đây nè, kia. Được rồi. Vô duyên thiệt luôn trời. Ai đây? Nhục chưa? Ai đây mà lông lá đầy người vậy trời? Ta chính là khủng long. Dạ, dạ. Chưa nói hết câu. Ta chính là khủng long. Cái gì vậy? Mẹ này chưa gì mẹ đu dây hoài mẹ. Lùa đây. Ta chính là... Thôi tụi bay chạy, nó nhắm hoài mệt quá. Đưa lại. Đưa lại. Quay lại mẹ, quay lại. Đi qua đây. Nhanh lên.
Làm cái gì trời? Hả? Trời đất ơi, khủng long nó ghê lắm. Khủng long tuyệt chủng rồi bà nội. Tuyệt chủng, đừng nhắc tới danh tánh của nó đâu, gần ghê. Mà ta chưa có nói hết câu. Vậy chính tên gì? Ta chính là Cô Long. Cô Long. Ê, chứ Cô Long giỏi chứ Cô Long. Sao vô tuồng vậy bà? Kệ ta đi. Nó đi nó khùng gì kệ ta, nói vậy mới giống. Còn ngươi là ai? Hỏi ta là ai à? Trời ơi, một câu hỏi tầm thường, một câu hỏi kỳ cục. Tới đây mà không biết ta là ai? Ta là người giàu nhất cái vùng này. Ta tên là Võ Tắc Thiên Tai Nạn. À, ủa, vậy là bị tai nạn thiệt hả? Ừ. Ê, cái con này làm tao liệu à? Gì nữa? Đánh đường ra đi. Ôi trời, nãy giờ có cản đường đâu, mấy người muốn đi, đi đi. Trời ơi, mắc cười quá. Tao thích đi lên mấy. Kiếm sát, kiếm sát. À, ý là dằn mặt không cho muốn cho đi chứ gì. Thấy gì hay không? Bảo kiếm. Đúng. Một khi mà kiếm rút ra rồi thì chắc chắn phải có máu đổ. Đúng rồi. Xem đây. Đã có máu. Gì vậy? Trời đất ơi, nó là màu dễ sợ luôn á. Đau quá à, rát quá à. Dần sao? Có tránh đường cho đi không? Không. Ờ, không tránh đường à? Ừ. Mấy đứa. Dạ. Dàn cẩm. Cẩn thận. Hai. Gì vậy? Tiền. Tiền gì? Trả tiền. Tiền gì? Hết giờ rồi. Ok, ok tụi bay. Ok tụi bay. Một lần thôi, không có lần thứ hai tao mướn tụi bay nữa đâu. Ok, từ từ, chờ đó. Nè. 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 Ủa? Sao có 5.000 vậy? 5.000 đưa trước, 15.000 chút về nhà đưa sao mày? Ôi. Xe tao ra. Nè. Ôi, cảm ơn, cảm ơn. Cho hết luôn. Lộn cho xin lại đưa lại. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, cất vô quá nhì. Nè, ngươi đã đưa ta rồi, nghĩ sao mà đòi lấy lại? Đừng trách ta. Quá nhì. Cô cẩn thận. Cô ơi, bây giờ xử lý sao đây? Không sao, cứ để nó làm đi. Nó đi một vòng nữa là hồi nó chóng mặt nó chết rồi. À, ba chết thiệt rồi. Chưa mấy đứa ơi. Chưa. Mới tham hối mà ham. Không sao, để ta. Chết thiệt rồi nè. Quá nhi, chúng ta tiếp tục lên đường. Lên đường. Lẹ lên cô. Tới chưa? Tới chưa? Cô ơi, chúng ta đã tới đại hội võ lâm rồi. Cười gì? Vui quá. Ủa sao không có ai vậy? Sao kỳ vậy? Sao có hai đứa mình vậy? Ủa chương trình này có bán vé không? Tôi nghĩ là có. Trời ơi, bán vé vắng là đúng rồi ông ơi. Báo tánh người ta đang khổ mà bán vé gì phải phi. Tại sao vậy? Tại sao dân tình lại loạn lạc như vậy? Ai đã tổ chức được cuộc thi này? Hãy xuất hiện đi! Là ta đây! Ai ạ? Ta đua thuyền. Và cả ta nữa. Xin trân trọng giới thiệu, ta là Gia Cát Bụi. Chào mừng các ngươi đã đến với Võ Lâm Sách Dép Mua Đồ. Không. Đại Hội Võ Lâm. Lâm. Lâm lên má mày ha, mày nói hoài mày. Rồi các thí sinh kia đâu? Sao chỉ có hai chúng ta vậy? Chết hết rồi mấy má. Gì vậy? Gì nhanh vậy? Người ta đi bộ xuống đó. Ôi trời. Không thấy mồ hôi hả? Mặn lắm đó. Trời ơi, nó liếm mồ hôi nó luôn rồi kìa. Ủa giờ vậy? Bọn họ đã chết hết trên đường đi rồi. Ta không ngờ các người lại chơi lầy đến vậy. Chơi mà đã chết thí sinh ở ngay trên đường đi là sao? Khoan đã. Như vậy là các thí sinh là Thanh xà bông và Mạnh xà phòng hả?
và Thương Hài Nhi và Võ Tắc Thiên Tai. Đúng vậy. Và sau đây ta xin tuyên bố người chiến thắng cuộc thi này đó chính là cặp đôi hoàn hảo Thương Long Nữ và Khủng Quá. Cái gì vậy trời? À quên lộn, Thương Quá và Khủng Long Nữ. Yeah, mừng quá. Bây giờ chúng ta đã thắng cuộc rồi, chúng ta phải làm gì để ăn mừng đi chứ? Ban rượu, ban rượu. Đúng rồi, rượu đâu? Hồ biết. Ủa đâu nhanh vậy? Ta đi lấy đó, không thấy mồ hôi hả? Mặn lắm đó. Trời ơi, nó gớm quá. Đi nào. Cảm ơn. Hay quá, chúng ta phải ăn mừng đi nào. Cô quá ghê. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, chúng ta vừa chứng kiến cô dâu và chú rể tiến lễ hành hôn. Và bây giờ là bắt đầu giao bôi. Rồi, bớt mấy má ơi, bớt mấy má ơi, ăn mừng chứ phải đám cưới. Hết rượu rồi. Thôi quan xí nha. Xí nha, cái rượu này sao nó mạnh nha. Thôi thấy hơi chóng mặt rồi nha. Tại vì đó là rượu độc. Hai người. Đúng vậy, chính chúng ta đã dùng kế để làm cho tất cả những bá quan văn võ trên võ lâm triệt hại lẫn nhau. Và chúng ta sẽ dùng rượu độc để ban thưởng cho các ngươi, cũng như là đưa tiễn các ngươi lần sau cuối. Và bây giờ chúng ta sẽ là bá chủ thiên hạ. Sao cái này nó ngấm lâu quá vậy? Cái rượu gì mà nhây quá vậy? Có cho tôi uống lộn thuốc lắc không sao nhây như vậy? Mày uống rượu e à? Rượu e là cái gì? Ha, ta đã biết được âm mưu của các ngươi cho nên ta đã uống thuốc giải trước rồi. Quá nhây. Có quá gì? Ê, cho hỏi anh Cao đi. Sao? Tại sao uống thuốc giải rồi phun ra chi nữa? Cô vậy nãy giờ chúng ta phun thuốc giải hay phun thuốc độc vậy? Nè, bây giờ nói cho nghe nè. Thuốc giải á thì là màu đen. Ừ. Mà còn á thuốc độc á thì là màu trắng. Mình phun màu gì vậy? Chết cha, nó thấm vô đất luôn, không thấy luôn nè. Vậy sao giờ? Quan trọng là hai người còn sống. Hai người nên mừng là hai người còn sống. Chúc mừng. Chúc mừng. À, chúng ta chúc mừng đi. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Đúng rồi. Làm bộ xạo xạo hả mày? Ha, bỏ ở đâu à? Qua đây. Quá gì? Có quá gì? Bọc hậu lại. Sao? Ha, ta biết hết rồi nghe. Ta làm bộ vậy thôi. Cũng chính vì hai người mà hả làm cho giang hồ đảo lộn. Bao nhiêu thế hệ giang hồ điên đảo vì hai người. Hai người phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Đúng vậy, cũng chính vì ngươi mà giang hồ đã đảo lộn. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho mình đi. Không, ngươi đó. Ủa? Không phải, không phải ta, mà chính là ngươi. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Mày á, tao nói mày á. Tôi nói ông á, ông mày là cái người chịu trách nhiệm. Ông, tao nói Ủa, mày. Ủa, mắc cười quá. Tao nói hai đứa bay đó, hai đứa bay đừng có làm bộ xạo xạo, làm bộ lẻn đi nha. Quá Nhi. Có quá Nhi. Mở cửa. Ra đây. Nè, mọi người ra đây nè, coi hai cái tên này nè nha. Ê, coi đứng thế nè mày. Hả mày? Trời ơi, nhẹ tay rất phụ tùng. Rất phụ tùng mày quýnh, tao quýnh vô mặt mày luôn ở đó rất phụ tùng hả mày? Tụi em biết rồi. Hai đứa bay làm cho giang hồ dậy sóng biết không? Dạ biết. Giang hồ, xử lý bọn chúng. Dạ. Đừng có quýnh tao nhiều quá, tao chảy mồ hôi mặn quá. Tụi mày hả? Mày lấy mồ hôi mày dở dơ hả mày? Đó, các bạn thấy không? Đương vì đam mê danh vọng quyền lực, bất chấp thủ đoạn, hậu quả sẽ khó lường. Bí mật cao thủ võ lâm. Thu Trang xin chào quý vị khán giả. Cái phim ngắn Đại hội Võ Lâm này là Trang quy tụ tất cả các bạn trẻ. Lần này thì Thu Trang vào vai cô Long. Nào giờ thì mình coi phim trên TV thì mình thấy nhân vật cô Long Dương Quá, rồi tất cả những nhân vật như Thanh Xà và Xà, Võ Tắc Thiên chẳng hạn. Lần này thì Trang hơi táo bạo xíu là đem tất cả những nhân vật đó gặp nhau để trong một cái đại hội võ lâm. Lần đầu tiên được đóng vai cô Long,
cũng như là thỏa mãn được cái ước nguyện của mình, được bận đồ cổ trang, được làm tóc, được này kia, nhưng mà đẹp hay không thì chưa biết, để khán giả coi mới đánh giá được. Nhưng mà riêng bản thân Trang thì Trang thấy Trang đẹp lắm rồi. Còn về những bạn trẻ đóng chung với Trang trong cái clip này thì Trang thấy là mấy bạn rất là chịu khó, siêng năng, chịu khó lắng nghe và chịu khó học hỏi, nhất là bạn Dương Lâm. Tại nào giờ trong đầu á, là suy nghĩ Hồng Hà Nhi là một cậu bé dễ thương, rồi một cậu bé biết phun lửa rất là dễ thương, mà tự nhiên ông chồng của mình bước ra mà bụng á, thì bụng bự, mà bận áo yếm rồi này, nói chung là không có gì để nói nữa. Có lẽ là sau cái clip này là về cất ổng vô tủ luôn. Và Thu Trang xin cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ Thu Trang trong cái clip này. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ chào đón Đại hội Võ Lâm một cách nồng nhiệt. Hey, ông Bụt! Hey, hey, thổ dân! Ông Bụt đâu? Ông Bụt hả? Ừ. Ông Bụt ơi! Ông Bụt, ông Bụt! Ông Bụt, ông Bụt ơi, bây giờ cứu giùm con đi, con sắp chết rồi, bị mấy người đăng thịt, con sắp chết rồi! Đừng lo! Có ta ở đây rồi.